Chào các bạn đến với nhà đẹp Kansai Hake. Ngày hôm nay xin giới thiệu với các bạn một mẫu nhà gác lửng được thiết kế cho anh Huân tại Thanh Hóa. Có thiết kế từ xa, tốt nhất thị trường. Qua quá trình tìm hiểu một thời gian thì anh Huân đã quyết định là gọi điện cho Hake và thiết kế cho anh một mẫu nhà gác lửng rất là đẹp và sang trọng như thế này. Để liên hệ được với Hake thì các bạn hãy truy cập vào website thiết kế xây dựng hake.com hoặc là YouTube Kansai Hake, hoặc gọi ngay là 0854989768. Hoặc là các bạn truy cập trực tiếp vào Zalo và gọi tới số là 0901367734 thì các bạn sẽ truy cập được đến với 2X. Và đây là vợ của anh Huân, chị Hà, đã trực tiếp liên hệ với là 2X kế cho nhà anh một căn nhà gác lửng rất là tuyệt và đẹp như thế này. Các bạn sẽ thấy là thông tin hội thoại là từ mặt bằng phối cảnh được 2X thiết kế cho gia đình anh. Thì về phương thức thiết kế từ xa thì các bạn hãy truy cập vào Zalo và gọi ngay với Hake để Hake tư vấn về gói thiết kế này. Thì gói thiết kế này hiện nay đang là ưu đãi nhất thị trường. Các bạn ở 63 tỉnh thành không cần phải ngần ngại. Nếu bạn đang có ý định muốn xây một ngôi nhà mơ ước và chưa có một mẫu thiết kế nào ưng ý thì hãy liên hệ ngay với Hake. Trở lại với căn nhà của anh Huân. Đây là một mẫu nhà gác lửng mà hay thiết kế rất là nhiều rồi. Cũng là một mẫu nhà gác lửng với mặt tiền thế này, nhưng mà hay phối cho gia đình chị với màu sắc là sang trọng hơn. Và bên trong thì sẽ tùy biến theo ý định và nhu cầu của gia chủ. Với mặt tiền của nhà gác lửng thì ta sẽ thấy là hai hệ mái được xếp chồng lên nhau rất là đều và cách điệu như thế này. Phía trước thì sẽ là sơn màu sơn trắng và kết hợp với các đường chỉ lồi lõm để nhấn nhá công trình. Và phía dưới má chữ A này thì sẽ ốp gạch inox màu xanh rêu các bạn nhé. Ốp gạch inox màu xanh rêu để tạo nên chất điệu cho ngôi nhà. Và phía mặt hông của ngôi nhà này cũng như vậy. Cũng là ốp chỉ lên và tạo nên sự nhấn nhá cách điệu của ngôi nhà một cách đơn giản nhưng mà rất là tinh tế. Kết hợp với sơn màu trắng nữa thì ngôi nhà trở nên rất là đồng đều về hình khối. Về hệ mái của nhà anh sẽ sử dụng là tôn giả ngói các bạn nhé, để tiết kiệm một phần chi phí. Bởi phần áp mái nhà anh thì sẽ đổ bê tông rồi, nên là phần trên ta sẽ xây tường thu hồi lên, làm kèo lên, lợp tôn lên. Tôn này là tôn giả ngói màu xanh ghi, một màu rất là hiện đại. Toàn bộ hệ cửa nhà anh sử dụng là hệ nhôm cho tất cả là cửa chính, cửa phụ và cửa sổ các bạn nhé. Cửa phòng thì sử dụng là cửa gỗ. Ngôi nhà được đôn lên là 3 bậc, có một khoảng sân vườn rất là rộng. Đây, có một khoảng sân vườn ở phía bên này rất là rộng bao la. Bây giờ ta sẽ khám phá một số góc nhìn khác. Đây là góc nhìn trực diện công trình. Thì nhà anh sẽ nép về phần bên phải. Còn phần bên trái ngôi nhà thì sử dụng là sân vườn kết hợp với trồng các loại cây ăn trái. Đó là góc nhìn từ phía trên công trình. Các bạn sẽ thấy là hệ sân vườn nhà anh rộng như thế này và bị chéo góc ở khu vực phía này. Các bạn hãy ngắm kỹ lại một số góc nhìn khác của công trình. Bây giờ ta sẽ khám phá bên trong công năng của công trình. Với diện tích theo chiều rộng của ngôi nhà, phần sau này là 6m các bạn nhé. Còn chiều dài của ngôi nhà là 16m rưỡi. Ở phần này thì sẽ là 5m3. Bước lên 3 bậc sẽ là phòng khách có diện tích rộng là 26m2. Có kê là hệ bàn ghế, hệ tủ tivi kết hợp với hai cửa sổ lấy sáng và trang trí. Phía sau sẽ là bậc thang đi lên phía tầng lực. Khác với các công trình thông thường thì phía bếp của nhà anh sẽ được lùi về phía sau công trình và phòng ăn sẽ đẩy lên là 16m2 ở khu vực này. Khu vực này thì dành cho ăn uống và sinh hoạt, để xe ở khu vực này. Đường luồng rất là rộng. Đi về phía sau là hệ tủ bếp, là khu vực nấu nướng. Phòng ngủ thứ nhất có diện tích rộng là 15m2. Phía này thì sẽ có phòng tắm này, nhà vệ sinh được tách riêng. Đó là mặt bằng 3D các bạn nhé. Đây, công nghệ 3D được Hake diễn họa.
gia chủ. Các bạn hãy dừng hình điện thoại và TV để ngắm kỹ bằng công nghệ 3D được diễn họa bởi HX. Các bạn sẽ thấy là đi lên 3 bậc sẽ là sảnh. Sảnh đây rộng là 2m. Đi vào phòng khách ở đây có hệ bàn ghế đặt ở vị trí này, hệ bàn, hệ tủ TV ở đây. Cầu thang sẽ đi lên từ lối này, đi lên đây, đi lên tầng lửng. Và giữa này sẽ là hệ bàn ăn. Và nấu ăn từ đây sẽ đi qua phòng ngủ và ăn ở khu vực này, để riêng tư, tách biệt với là phòng bếp các bạn nhé. Cửa đi vào phòng ngủ thứ nhất cho vợ chồng anh ở đây, bao gồm là giường 2m, rộng là 1m8, tủ đồ và TV đây. Phía này là nhà tắm, phía này là nhà vệ sinh. Có một lối đi về phía sau sân vườn, ram dốc đi lên. Tiếp theo sẽ là mặt bằng tầng lửng. Ở phía phần này thì sẽ không có bê tông mà là thông tầng lên các bạn nhé. Nhìn từ phòng khách thì rất là rộng. Cầu thang đi lên từ lối này đi vào phòng thờ, có diện tích rộng là 10m². Phòng ngủ thứ hai dành cho con là 15m². Và phòng ngủ thứ ba cũng dành cho con gái nhà anh là 15m². Phía này là một nhà vệ sinh. Phòng ngủ thứ hai, thứ ba đều có là tủ đồ, bàn ghế được bố trí đầy đủ. Đây là 3D của ngôi nhà, phần nội thất. Các bạn sẽ thấy rất là trực quan và đầy đủ chi tiết như thế này. Đây là một điều mà gia đình anh Huân rất là thích ở 2X. Đó là có công nghệ 3D để diễn họa cho tất cả gia đình, các thành viên đều có một tiếng nói chung và biết được không gian của công trình như thế nào, rất là trực quan và đầy đủ như thế này. Tiếp theo sẽ là phần hồ sơ. Thì hồ sơ thiết kế cho nhà anh Huân được thiết kế vào tháng 9 năm 2020. Nếu các bạn yêu thích bộ hồ sơ này thì hãy liên hệ ngay với HX để mua lại với giá giảm 50%. Anh Phạm Đình Huân ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Các bạn thấy rất trực quan thế này. Mặt bằng định vị công trình, mặt bằng kiến trúc tầng 1. Cứ mỗi 2D thì sẽ có 3D các bạn nhé. 2D kỹ thuật kết hợp với 3D kỹ thuật. Rất là ít đơn vị áp dụng công nghệ này. Mặt bằng tầng lửng 3D đây. Rất là chi tiết như thế này, để các bạn có một cái nhìn trực quan về ngôi nhà mình chuẩn bị xây dựng. Tiếp theo sẽ là phần kết cấu. Về phần kết cấu nhà anh thì sẽ sử dụng là móng băng hai phương, bao gồm các hệ cột, dầm, sàn đều có thiết kế đầy đủ, thống kê thép rất là chi tiết. Tiếp theo sẽ là phần điện và phần nước. Phần điện, phần nước thì gồm có là các thiết bị chiếu sáng, camera, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước. Một bộ sơ này rất là chi tiết và đầy đủ các bạn nhé. Như vậy vừa rồi 2X vừa giới thiệu với các bạn một căn nhà được thiết kế cho anh Huân tại Thanh Hóa. Nếu các bạn yêu thích một mẫu nhà nào trên mạng hoặc là muốn 2X thiết kế với giá là giảm 50% so với thị trường thì hãy liên hệ ngay với 2X. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay. Xin chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.